Dạ, em Lam xe đạp xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ sáu. Em Lam xe đạp xin được tiếp tục lên hình, giới thiệu cho các bác một chiếc xe đạp Nhật bãi hiệu Miata. Miata thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và em không cần giới thiệu qua về thương hiệu này nữa. Đây chiếc xe hàng xuất Nhật hay gọi là nhập Nhật. Xe đã sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Và em xin giới thiệu qua về cấu hình cơ bản của xe này. Đây là một chiếc xe đua tay cong hay gọi là xe dốt, khung bằng nhôm. Con này giống đứng là khoảng 45-46 cm, giống ngang là khoảng 54 cm, tức là cuối size S, và chiều cao phù hợp là từ 1m58 cho tới 1m75 sử dụng được. Xe là sơn nguyên bản, là phụ tùng nguyên bản theo xe. Khung nhôm màu màu xám hay gọi là màu bạc ấy, còn mới. Cặp lốp màu xanh, đi liền với tông màu của dây quấn ghi đông màu xanh. Xe này thì em đã lắp thêm một chiếc ba ga nhôm rất là tiện lợi. Một chiếc khóa nhỏ nhắn xinh xắn, cũng rất là phong cách, tăng độ an toàn cho chiếc xe này. Vì những chiếc xe Nhật bãi, những chiếc xe đua khung nhôm như này, đẹp như này, rất dễ mất cắp và rất dễ lấy. Cho nên cái khóa nó rất là quan trọng các bác nhé. Bây giờ em sẽ quay chi tiết để các bác đánh giá, cảm nhận chiếc xe này. Con này màu sắc rất là đơn giản và cũng rất là cân đối, chỉ có hai tông màu chính xanh và bạc, rất là nổi và giản dị. Ghi đông cong rất là vuông và tương đối rộng, giữ thăng bằng tốt hơn. Đi kèm với nó bộ phanh nhôm, có cả phanh phụ luôn các bác nhé, rất là tiện lợi khi sử dụng. Bác có thể tháo phanh phụ ra nếu không thích, đầy đủ phản quang luôn. Và em lắp thêm cả một chiếc phản quang màu đỏ cộng một chiếc phản quang màu trắng, tăng độ an toàn khi sử dụng, tăng độ an toàn gần như tối đa luôn các bác nhé, rất hữu dụng vào buổi tối. Còn đương nhiên ban ngày sẽ không hữu dụng. Tất cả phản quang chỉ hữu dụng khi trời tối thôi các bác nhé, khi nó đối mặt với ánh sáng của xe máy. Những tay lắm của nó màu xanh nguyên bản theo xe. Và cái dây cao su này của nó, cái tay lắm cao su nó ghi Star, em cũng không rõ. Màu xanh của dây quấn trùng màu xanh của lốp các bác nhé. Xe bãi về như nào em bán lên như vậy, cũ có mới có. Cái mới thì không nói, một số cái cũ thì em không thể nào mà hóa trang từ cũ thành mới được. Chứ nhiều bác cứ bảo là xe về nhiều cái cũ thế, vì xe bãi em không có sự lựa chọn đúng không ạ. Và con này là con xe mới, chứ bác không phải nghĩ vấn đề về xấu đẹp đâu nhé. Màu sơn rất đẹp và đương nhiên là sơn nguyên bản rồi đúng không ạ. Cặp lốp màu xanh. Con này là cặp bánh 700C hay gọi là 680. Vành nhôm là hai lớp. Cặp lốp theo xe còn sử dụng được, nhưng không phải là đẹp. Lốp này theo xe nhé các bác nhé, vẫn chạy tốt, thích thì thay mới. Nhôm này, đây, Mayer là Mayer nhôm, Joytech. Xe còn rất là mới. Gọng bình nước theo xe. Cái bình này cũng làm mẫu thôi, bình bãi thì mình chỉ làm mẫu thôi. Bác thích thì phải mua cái bình mới cho nó an toàn khi sử dụng đúng không ạ. Và cái gọng này có thể lên xuống được nhá. Gọng to tắc lên xuống được. Nhôm aluminum này. Hàn vảy cá rất là rõ ràng. Yên thì còn mới, đẹp, dài, thon.
Yến rất là đẹp luôn các bác nhé. À đây, phần ghi đông đây. Phô tăng số 7. Nhôm trắng, đẹp. Bộ ống xả là Shimano đây. Hai đĩa 7 lít hoạt động rất là tốt. Tiếp đó phần đùi, con này là dòng gọi là dòng đua thành phố, tức là nó có luôn cả cái chắn đĩa ở đây này. Còn nguyên theo xe, rất là đẹp. Không lo bẩn quần các bác nhé. Hai đĩa, bộ đùi nhôm. Đây, củ đề sau là Shimano. Lip Shimano. Cái chắn nhựa này rất là to, to phạt luôn, nhìn rất là phá cách đúng không ạ? Xe đầy đủ phản quang trước sau. Phản quang bánh xe. Nhìn xe rất là đẹp. Và nó xe rất là đẹp luôn các bác nhé. Cái khóa màu đỏ cũng rất đẹp luôn, rất là phong cách. Ba ga nhôm, hàng đắt tiền. Chứ không phải là ba ga thép rẻ tiền đâu các bác nhá. Ba ga nhôm đây. Ba ga này có cả cái kẹp này. Kẹp lò xo rất là căng. Kẹp rất tiện lợi. Phản quang sau cũng to đùng luôn. Phản quang to đùng. Chiếc xe này cũng đầy đủ luôn. Đầy đủ chân trống, đầy đủ ba ga, khóa, gọng bình nước, phản quang trước sau. Nói chung các bác sử dụng ngay, không phải chế tác thêm. Có thể các bác lắp thêm cái gọng, mình gọng cái đồng hồ tốc độ, em quên mất cái đồng hồ tốc độ nhá. Cái đấy là tùy vào việc, tùy khách hàng nhé. Bây giờ em sẽ kiểm tra qua cái bộ số của xe này để các bác yên tâm sử dụng luôn. Cái này máy nó bị sao nhỉ? Em tự quay thì thử ra nó nhiều khi nó cũng không được chuyên nghiệp cho lắm. Tầng đĩa thứ nhất này. Mà bấm rất là mượt các bác nhé. Tầng đất một. Rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Tầng đĩa thứ hai. Đây là dòng xe đời mới, hàng xuất Nhật. Cho nên bộ chuyển động cũng rất là mới. Sơn rất là mới. Ngoại hình rất là đẹp đúng không ạ? Rất là cân đối. Đấy, hoạt động đủ luôn, hai đĩa 7 lít. Rất là trơn. Một chiếc xe rất là đẹp. Ngoại hình cân đối. Đầy đủ tiện nghi. Sai số phù hợp. Giá cả mức độ trung bình thôi các bác nhé. Con này giá mức trung bình. Và trung bình không phải là 2-3 triệu đâu. Mức trung bình là mức con số 5 các bác nhé. Chứ 2-3 triệu thì một cái thì không có những chiếc xe thể bã đẹp đâu. Từ xưa sửa xưa xưa rồi mới có giá đó. Bây giờ đồng tiền rất là mất giá đúng không ạ? Một xe chất thì nó phải mức trung bình, nó phải tầm 5 triệu rồi đấy, 6 triệu gọi là mức trung bình. Bác nào nhu cầu sở hữu chiếc xe này, vui lòng liên hệ Lam 0985 125 505. Em giao hàng toàn quốc. Và các bác nhớ đăng ký kênh Lam Bicycle để được xem các clip mới nhất về chiếc xe đạp Nhật bãi. Bác nào cần có chia sẻ gì thì vui lòng góp ý cho em. Em biết đến đâu nói đến đấy. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, không giấu giếm nữa. Chia sẻ về kinh nghiệm mua xe, về kinh nghiệm sử dụng, cũng như kinh nghiệm bảo dưỡng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.